Rồi, Thuận xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là Thuận xin chia sẻ với anh em là bên Thuận có cái tiếng sóc bông dạ đỏ, hay còn gọi là sóc bụng đỏ đuôi bông. Tiếng này là tiếng mới Thuận chép trong cái thẻ nhớ này nè anh em. Đó, thì cái sóc bông dạ đỏ này, cái tiếng này là tiếng của con cái nó đi tơ. Chứ những cái file mà anh em đào trên mạng như kiểu này nè, đào trên mạng như tiếng này á là sẽ làm không hiệu quả nha anh em. Cái tiếng này là tiếng của con đực, nó kêu cái kiểu nó hoảng hốt á anh em, hay nó kêu tặc tặc tục tục á, tiếng này làm không hiệu quả. Anh em lấy mấy cái tiếng trên mạng xuống làm thì nó không hiệu quả, đôi khi thì cũng được nhưng mà không có bằng mình dùng cái tiếng con cái đi tơ. Cái tiếng con cái đi tơ này nè là mình làm nó rất là hiệu quả. Một khi mà mình mở lên á thì con đực con cái nó tới nó kéo cả bầy lại luôn nha anh em. Thậm chí là những con sóc khác nó nghe nó vẫn tò mò nó tới, thì anh em có thể nã nó hoặc dùng bẫy bắt nó tùy theo thôi. Anh em thích tiếng này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình đó, thì Thuận sẽ tư vấn cho anh em, có thể là gửi thẻ nhớ hoặc là gửi qua Zalo nha anh em. Thì Thuận đăng lên là Thuận chèn bài nhạc vô, nhưng khi anh em lấy á, là Thuận sẽ không có để bài nhạc cái bản gốc, là nó không tạp âm, với lại nó không có tiếng người nói nha anh em.